Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 108 của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại Đục Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong quá trình bào chế dược dịch, tiếp theo đem cư hương thảo và hàn nhung ngàn năm dùng đầu khi cắn nát trộn lẫn bên trên những bột phấn màu da cam. Hàn nhung ngàn năm chính là vật cực hàn, trong nháy mắt đã kết thành một tầng băng tinh trong chén ngọc. Đem những bông tuyết đổ vào trong tinh thể xích viêm, chạm rỗng đã chuẩn bị từ trước đấy. Hai loại vật chất cực hàn và cực nhiệt tương giao, xoẹt một tiếng, khói trắng lượn lờ mang theo mùi thơm làm lòng người chấn động. Tự hồ như chịu sự hấp dẫn nào đó, tự động tuôn vào trong hồng hoang giới trị. Việc làm của Lý Giật đều đã làm xong. Giả tôn giả có thể thức tỉnh hay không, còn phải xem vận mệnh của hắn nữa. Có thể nói, hơn nửa giờ trôi qua, bên trong tinh thể xích viêm tràn ngập xương mù màu trắng mỏng manh không thấy rõ. Từ trong hồng hoang chi giới, mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài mãn nguyện. Sư phụ, người đã tỉnh lại rồi. Lý giận bất sắc lên tiếng hỏi. Tiểu tử, người chủ động gọi ta là sư phụ như vậy, có phải lại có chuyện gì cầu ta hay không? Linh hồn thể từ trong hồng hoang giới chỉ, nhẹ nhàng bay ra, hóa thành một thân hình, không phải xà tôn giả, còn có thể là ai. Đạo quỷ ngược đại không có gì thay đổi, xem ra tinh thần không tệ, lực linh hồn có lẽ khôi phục được bảy tám phần rồi. Đừng có được tiện nghi còn que mẽ, cho dù cầu ngươi vài chuyện, người cũng nên làm, vì thu thập những nguyên liệu cần thiết thức tỉnh ngươi. Thiếu chút nữa, làm ta phá sản đấy. Một khối quy tiền linh thạch 500 vạn kim tệ. Những tài liệu còn lại, cộng lại hơn 1.000 vạn. Nếu không phải gần đây ta phát tài lớn, cũng chỉ có thể đi trộm cướp mới có được. Nhìn thấy Sát tuân giả tỉnh lại, tâm tình của Lý Giật cũng rất tốt. Ta sở dĩ chìm vào giấc ngủ, còn không phải vì ngươi mà tổn hào lực linh hồn sao. Đừng có biết, không biết tốt xấu. Con nói thẳng ra, người muốn ta giúp cái gì? Lý giật lặng lẽ mỉm cười. Hai ta có quan hệ gì chứ? Cứ không nói rõ được ai thiếu nợ ai. Chuyện ta cần người giúp, đối với người mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện đầu tiên là hiện tại ta cảm giác đã muốn đột phá, muốn mời ngài hộ pháp tấn cấp. Tiểu tử, ta đã ngủ bao lâu rồi? Sa tôn giả có chút mơ màng. Đại khái là một hai tháng gì đó. Già tôn giả lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Không phải người gạ ta nữa chứ. Trong thời gian ngắn như vậy, người đã tù luyện đến đấu vương đỉnh phong rồi sao? Nhớ năm đó, ta từ đấu sư lên tới đấu vương đỉnh phong cũng phải mất thời gian hai ba năm. Chà chà, còn luyện công pháp bằng hệ cấp bạch hổ ư, không tệ không tệ, tiểu tử người khá lắm. Xã Tôn giả quả nhiên có chút môn đạo, mới ra ngoài vài phút, đã vạch trần đội tình của Lý Giật. Lý Giật cảm thấy thích thú vô cùng. Nhân phẩm của bốn thiếu gia từ trước đến nay rất tốt, ngoại trừ giúp ta hộ pháp tấn cấp đấu hoàng, trong tay ta hiện tại còn có ba bộ công pháp cấp bạch hổ muốn tỉnh giáo ngài rút cuộc nên tu luyện như thế nào ba bộ công pháp cấp bạch hổ sao lấy được ở đâu vậy sao vậy công pháp cấp bạch hổ bây giờ là đồ rẻ tiền như vậy sao đương nhiên không phải đồ rẻ tiền không phải vừa rồi đã nói rồi sao đệ tử người nhân phẩm chọc trời ngoại trừ ba bộ công pháp này ta còn có hai bộ đấu kỹ cấp bạch hổ tương ứng không có sư phụ lão nhân ra ngài chỉ điểm ta không dám tùy tiện học đâu Sa tôn giả một lần nữa trợn tròn mắt như có điều suy nghĩ liếc nhìn lý giật bỗng nhiên nghiêm mặt nói xem ra thật sự là ý trời lý giật nếu như người có thể tu luyện đủ chín hệ công pháp cấp bạch hộ đạt tới cảnh giới cao nhất như vậy người có thể hoàn thành biến đổi cuối cùng của thiên ba cửu biến bên trong cơ thể đạt tới cảnh giới trước đây chưa từng có bây giờ xem ra người cách mục tiêu này cũng không quá xa vời cảnh giới cao nhất, hoàn thành thiên ma cửu biến, rốt cuộc sẽ như thế nào? Lý giật tràn ngập lòng hiếu kỳ với thiên ma cửu biến. Lão già tiện nghi của mình, tại sao lại biết công pháp quỷ dị này? Cởi bỏ bí mật của thiên ma cửu biến, có lẽ cũng sẽ cởi bỏ bí mật của lão già này đây. Già tôn giả cũng không muốn nói gì thêm, liếc nhìn Lý giật rồi nói tiếp. Mặc dù không xa lắm, nhưng vẫn còn sớm. Hiện tại không nên nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ giúp người đánh tan kết tình đấu khí chuẩn bị tấn chức đấu hoàng xà tôn giả đã không chịu nói lý giận ý thức cũng thức thời không muốn hỏi nhiều lập tức ngồi xuống bàn buông lỏng tinh thần đầu tiên theo như xà tôn giả nói dẫn đạo đấu khí dọc theo kinh mạch vận hành một chu thiên rút toàn bộ đấu khí từ trong kết tình đấu khí ra làm tràn đầy kinh mạch toàn thân sau khi vận hành một chu thiên xà tôn giả đã chỉ thị tiếp theo lý Dận theo lời rút đấu khí vô cùng dồi dào ngừng kết trong kết tình đấu khí ra đưa đến kinh mạch toàn thân. Chẳng qua đấu khí của đấu vương Đình phong rồi rào vô cùng. Nhìn thấy kinh mạch toàn thân đều đã trướng lên muốn đổ tung. Đấu khí trong kết tinh đấu khí vẫn còn gần một nửa chưa rút ra. Trừ phi kìm giữ kinh mạch, nếu không nhất định phải rút ra toàn bộ, bằng không sẽ lãng phí, cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của người sau này. Đi giật cắn răng, cố gắng chịu đựng cảm giác kinh mạch đau nhức toàn thân, tiếp tục rút đấu khí ra. Tuy nhiên tốc độ chậm đi rất nhiều kinh mạch toàn thân dưới áp lực đấu khí không ngừng tăng cường, không ngừng sôi sục, cho đến cuối cùng rộng gấp đôi so với trước đó vẫn không dừng lại. Bốn vách tường kinh mạch đã chống đỡ mỏng như cánh ve, tự hồ lại có một chút áp lực ầm ầm bạo liệt. Không được, còn có khoảng một thành đấu khí, thật sự không cách nào đưa đến kinh mạch. Đây giật đã đau đến mức toàn thân đầm điểm mồ hôi. Lúc này chín thành đấu khí tù luyện cả đời đều tràn ra khỏi cái tình đấu khí, sức chịu đựng của kinh mạch đã đạt đến cực hạn. Cho dù là nhân vật hùng hăng, ý chí kiên định như lý giật cũng cảm thấy từng đợt đau đầu hoa mắt, sinh ra một luồng kích thích muốn đem đấu khí một lần nữa rót vào cái tình đấu khí. Tuyệt đối không thể thất bại trong càng tấc, cố gắng chống đỡ để ta nghĩ xem còn cách nào nữa không. Tuyệt đối không thể lãng phí một thành đấu khí này để ta suy nghĩ, nhất định phải có biện pháp. Nhìn thấy trạng thái hầu như tàn vỡ của lý giật, giả tôn giả cũng khẩn trương, Ồ, đúng rồi, trong cơ thể ngươi không phải có ma khí thiên khôn địa cản châu sao? Mau đem đấu khí còn lại rót vào trong thiên khôn địa cản châu. Đúng vậy, tại sao mình lại quên mất ma khí này? Trong lòng lý dẫn kẹ động, dẫn đạo đấu khí còn thừa mà rót vào trong thiên khôn địa cản châu. Ma khí này thật sự diệu dụng vô cùng, thời khắc mấu chốt không ngờ vẫn có thể làm vật dùng nạp đấu khí. Cuối cùng thì một tia đấu khí được rút ra khỏi cái tình đấu khí, mất đi sự nuôi dưỡng của đấu khí, cái tình đấu khí bông nhiên ảm đạm, vết rạn bên ngoài cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Bước tiếp theo càng nguy hiểm hơn, tiểu tử trước tiên dùng thánh hệ đấu khí bảo vệ bốn vách tường đan điền khí hải, sau đó cùng nam minh lưu hỏa tiêu đốt cái tình đấu khí thành khí, đến chú ý cực độ, đừng tiêu đốt đan điền khí hải của mình. Sử dụng nam minh lưu hỏa trong cơ thể mình ư? Lý giật kinh hãi, sư phụ, người có biết nam minh lưu hỏa lợi hại như thế nào không? cho nên tầm bấy kiều người nắm giữ hỏa hậu cho tốt. Sáu Tôn Giả nói, mặc dù dùng những phương pháp khác cũng có thể đánh tàn kết tình đấu khí, nhưng chỉ có dùng hỏa phần, hóa thành khí triệt để đến cùng, không có tạp chất nhất, sẽ có ích lợi rất lớn đối với tu vi của người sau này. Mặc niệm hỏa hệ công pháp, theo như tâm quyết của Nam Minh Liêu Hỏa, Liên giật đem một tia hỏa hệ đấu khí dẫn đạo đến chỗ kết tình đấu khí, hóa khí làm hỏa, thiểu đốt kết tình cho dù có thánh hệ đấu khí bảo vệ đàn điền khí hải luồng hỏa diễm này vẫn khiến đi giật cảm giác huyết dịch và lục phủ ngũ tạng toàn thân đều bị thiêu đốt còn ở bên ngoài cơ thể lý giật cũng có thể nhìn thấy quang mang xích sắc lập lòe bất định nơi đàn điền khí hải Chính có điều nam mình liều hỏa sử dụng lần này tự hồ còn chưa có đủ cái tình đấu khí mặc dù nổ tung thành vô số mảnh nhưng không bị đốt cháy hoàn toàn tiểu tử thêm chút sức lực nữa cái tình đấu khí cũng không phải thành củi, làm sao có thể dễ dàng bị đốt cháy như vậy chứ? Đến giật lại cắn răng, biến ảo mấy thủ ấn, dẫn xuất gấp mấy lần đấu khí. Hóa khí thành hỏa, thiêu đốt cái tình đấu khí. Giữa sự thiêu đốt của hỏa diễm, cái tình đấu khí giống như một khối sắt bị thiêu đốt đỏ trói. Đến giật cũng không chần chờ chịu đựng cảm giác thân thể bị đốt thành thây khô, tăng cường thêm cường độ của nam mình điều hòa. Cái tình đấu khí cuối cùng đã bị thiêu đốt, trạng thái hỏa tan trong nháy mắt chuyển hóa thành một luồng nguyên khí đây chính là thiên địa linh khí do kết tình đấu khí luyện hóa sao trong lòng lý giật vô cùng vui mừng hóa tình thành khí khiến cho bản thân có một bộ phận có thể vận dụng thiên địa linh khí bất cứ lúc nào đây chính là đặc thù của đấu hoàng cường giả một phen vất vả rốt cuộc đã có hồi báo lý giận đã tin tưởng hơn nhiều tốc độ luyện hóa kết tình đấu khí cũng càng lúc càng nhanh theo sự luyện hóa hoàn toàn của kết tình đấu khí một luồng nguyên khí thuận hậu, ẩn chứa lực lượng, lượng kinh người, hình thành ở chỗ đan điền khí hải. Đại công cáo thành. Sản tôn giả cũng vô cùng vui mừng, nhẹ nhõm mà nói. Kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều, giọt đấu khí trong kinh mạch của ngươi về chỗ đan điền khí hải. Nguyên khí trong cơ thể ngươi sẽ tự động chuyển hóa chúng thành một bộ phận trong cơ thể ngươi. Khó trách, sản tôn giả không đỡ lãng phí một thành đấu khí. Thống khổ và chịu đựng lúc trước, hiện tại cuối cùng đã có hồi báo đấu khí chất chứa trong kinh mạch càng dồi dào, nguyên khí sau khi chuyển hóa cũng càng thuần hậu. Cái này đối với mình quả nhiên có ích lợi cực lớn. Đấu khí trong kinh mạch chậm rãi rót vào đan điền khí hải, chuyển hóa thành nguyên khí bên trong cơ thể. Áp lực trong kinh mạch buồn lỏng, nên giật lập tức cảm thấy cảm giác khoan khoái dễ chịu chưa từng có. Hắn càng vui mừng phát hiện, trải qua một phen tôi luyện như vậy, kinh mạch của mình càng trở nên dài rộng. Đầu khí có thể dùng nạp cũng nhiều hơn, chuyện này có lợi ích vô cùng đối với tù vị của chính mình quá trình này nói ra phải đến ngàn chữ từ khôi phục đấu khí đến tức tỉnh xà tôn giả cho đến tấn chức đấu hoàng khi lý giật hoàn tất thu công đầy cửa bước ra cũng đã trôi qua một ngày một đêm cho dù không được trợ giúp của thiên khôn địa cản châu lão tử cũng có thể hóa cánh đấu khí trong lòng lý giật âm thầm đắc ý đấu khí thúc giục một đôi cánh hỏa diễm màu đỏ thẫm xuất hiện sau tường hắn theo thủ ấn di chuyển, các hệ đấu khí hóa ra đấu cánh khác nhau. Đấu cánh thủy hệ bằng làm sáng long lanh, đấu cánh lôi hệ lôi quang màu tím đen, đấu cánh thánh hệ thánh khiết như cánh thiên sứ. <laughs> Thì ra đổi cánh cũng rất thú vị. Lý giận vô cùng đắc ý, tiếng cười gần như bao trùm toàn bộ tổng bộ Lý Minh. Thiếu chủ, người đã tỉnh chưa? Ngoài viện truyền đến âm thanh sợ hãi của thị lương, Lý giận bế quan, bất cứ kẻ nào cũng không dám quấy rầy dù cho thị lương đã gấp đến độ như kiến bỏ trên chảo nóng. Thị lương, có chuyện gì, người nói đi. Ở ngoài đó chuẩn bị nước tắm cho bản thiếu gia. Cả một bữa ăn thịnh soạn nữa, bản thiếu gia muốn chúc mừng một phen. Thiếu gia Khuôn mặt vô cùng đắc ý của Lý Giật đột nhiên biến đổi, lộ ra biểu lộ phát điên. Tiêu rồi, vòng ba giải thi đấu tuyển chọn phỏ má. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì ta quên mất. Làm sao ta có thể quên được một chuyện quan trọng đến như vậy? Lần này Lý giật ngược lại không có ý định chơi hí kịch. Thật sự vì tấn chức đấu hoàng mà quên cả thời gian. Cánh đầu khí cấp tốc bay lên không, vừa vẫn nghe thấy người chủ trì đang hô. Lý giật! Lý giật có tới không? Còn một phút cuối cùng. Ngay cả Lý giật cũng thiếu chút nữa cười ngất đi. Không trùng hợp như vậy chứ. Trải qua hai đợt đào thải, tham gia vòng so tài thứ ba, vẹn vẹn chỉ có tám vị tuyển thủ. Ngoại trừ Lý giật, thần mộc tiến vào vòng thứ ba, còn có Hồng Vũ, Lý Nhiên, và bốn vị Đông vương tịnh phòng khác. Có ba người đã bị đám người thần mộc đào thải. Hiện tại, Đông vương đối mặt với Lý Giật, vốn nhìn thấy Lý Giật chậm chạp đưa tới, còn đang cảm thấy may mắn. Khi nhìn thấy Lý Giật vô cùng tiêu sái, hạ số sân thi đấu, mồ hôi to như hạt động, thì nhau rơi xuống đất. Lý Giật các hạ, tại hạ là mễ lương của mễ già dòng thành, xin chỉ giáo. Dù sao cũng đang trong tình cảnh bái kiến, trong lòng có sợ hãi thế nào, mễ lương cũng không thể biểu hiện trên mặt. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mấy trăm tòa thành trì lớn nhỏ của thiên phòng đế quốc, Lý giật thật sự chưa từng nghe nói đến dòng thành. Chỉ có điều, nếu như đã có thể vượt qua hai vòng đấu, mấy lượng này cũng không phải hạng kém cỏi Lý giật khai khí nói, chỉ giáo thì tại hạ không dám nhận, chẳng qua trận đấu lần này tại hạ không thể thua, cho nên chỉ có thể đắc tội. Nếu đổi lại là người khác, mấy lượng đương nhiên sẽ xem là lời nói láo. Nhưng lời này từ miệng Lý giật nói ra, để phẳng phất có đạo lý hiển nhiên. Mẹ mộ cũng không dám hy vọng thắng được lý giật các hạ. Có thể cùng thi đấu với lý giật các hạ là vinh hạnh lớn lao của tại hạ. Đối thủ này thật sự thức thời. Lý giật cũng biết tốt xấu. Đối phương khách khí như vậy, khi tranh tài với hắn cũng sẽ cho hắn thể hiện. Lý giật mỉm cười đưa tay ra dấu mời. Thắng bại còn phải đánh quả mới biết được. Mấy lương các hạ không cần quá khiêm tốn. Cuộc tranh tài này, bất luận ai thắng ai thua, còn như chúng ta dùng võ kết bạn. Mễ mộ đúng là có ý này, vậy thì xin mạo phạm. Một chiếc áo giáp đấu khí màu vàng đất vô cùng tinh xảo xuất hiện trên người mễ lương. Thủ ấn của mễ lương di chuyển, một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở đầu ngón tay. Trong nháy mắt, biến ảo thành một ma thú hùng mãnh tấn công về hướng lý giật. Thì ra là song thuộc tính, đấu khí thổ hệ và hỏa hệ. Mễ lương quả nhiên cũng có bản lãnh. Thổ hệ đấu khí là phòng thủ, còn hỏa hệ có lực công kích mạnh nhất trong chiến hệ đấu khí. Loại tổ hợp này trong đấu khí song thuộc tính cũng được xem là phối hợp tốt nhất. Nếu quyết định cho đối phương thể diện, đương nhiên cũng phải diễn kịch cho đủ. Liên giật khen một tiếng tốt, vẻ mặt ngưng trọng, hóa ra đấu khí phòng ngự. Sau đó đồng dạng đánh ra một đạo hỏa diễm có lực độ vừa phải. Hai luồng đấu khí tương giao, một tiếng nổ lớn vang lên. Lưu hỏa bốn phía, tình cảnh hùng vĩ, dù sao cũng là đối kháng của cường giả đấu vương đỉnh phong. Đường đường này, mặc dù không thể nói là kinh thiên động địa, nhưng cũng khiến những người xem bình thường phải âm thầm kinh hãi. Đầu ký đối chọi mấy chiêu, mấy lường liền xuất ra mấy chiêu đấu ký chủ tước cấp thấp. Lý giật cũng sử dụng đấu ký từng học trong tảng thư các ở vạn triều Lý ra ngày đó. Trong nhất thời, hai người đấu trông rất đẹp mắt. Khán giả bình thường bên trên khán đài nào có biết được huyền ảo bên trong. Thế trận đánh đặc sắc liền bạo phát ra trận trận thanh âm ủng hộ. Còn những đấu giả tu luyện đấu khí lại có chút buồn bực, chẳng lẽ lý giật là kẻ gặp mạnh tức mạnh, gặp nhược tức nhược sao? Chỉ có người sáng suốt mới nhìn ra được, lý giật đang cố ý nhường nhịn mà thôi. Trên chỗ ngồi khách quý, tứ đại gia tộc đã lặng yên rời tiệc. Ngay cả hải kim cũng hừ một tiếng đứng dậy rời đi. Tất cả chuyện này hiển nhiên đều rơi vào mắt của lý giật. Hắn đánh với mệ đường không có áp lực nên rất nhàn hạ quan sát xung quanh bỗng nhiên bên ngoài bạo động một hồi từ tông đạo chuyên dùng cho các quý phía bắc sân thi đấu có một đám thị nữ nội cung quần áo hoa lệ vây quanh một nữ tử. đám thị nữ nội cung kia chẳng những quần áo hoa lệ tùy tiện chọn cho một người đặt bên ngoài cũng là mỹ nữ thu hút chú ý của vạn người nhưng trước mặt thiếu nữ mà bọn họ đang vây quanh những thị nữ này đều đồng loạt ảm đạm biến sắc không chút nào thu hút trong sân thi đấu bỗng lặng ngắt như tờ mọi ánh mắt giống như là chịu sự triệu hoán nào đó đều hướng về phía khách quý nơi thông đạo. Ngay cả Mễ Lương nhất thời cũng quên công kích, kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Thiếu nữ kia vô cùng xinh đẹp, không phải cung vô song thì còn là ai. Ngày đó cung vô song lấy thần phận bình thường, hóa trang đi theo lý giật ra ngoài, cũng đã bị vô số người chú ý. Hôm nay, nàng mặc hoa phục lại được các tỷ nữ tô điểm, phần khí độ cao quý càng là ma lực chấn động tâm linh cực lớn chẳng những là người khác, ngay cả Lý Giật vừa thấy cũng ngây dại. Thiếu nữ này đẹp vô cùng, mà cũng cao quý vô cùng, thật sự là cung vô song, đã sống chết với mình. Bị mình hại cho thê thảm đó sao? Thiếu nữ vừa xinh đẹp, vừa cao quý, không hề hiếm thấy, nhưng có thể có được hai cái này, đồng thời bản thân còn là đấu hoàng cường giả. Cho dù tìm khắp đấu thần đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một trận đấu tuyển chọn phò mạ oanh điệt, trong nháy mắt liền biến thành hội tham quan người đẹp tình cảnh vạn người chú ý này cũng không làm cung vô song nổi lên rung động lớn cung đại mỹ nữ vừa xuất hiện trên sân thi đấu liền đưa ánh mắt về phía lý giật ở giữa sân cảm giác của cung vô song đối với tiểu tử lý giật vô cùng tế nhị nàng đã được chứng kiến thủ đoạn xảo quyệt của tiểu tử này cũng hiểu rõ dùng mưu của hắn đặc biệt trong một tháng ở vạn triều lý gia từ miệng lý băng và người lý gia lý giật lại biến thành một người tốt vô cùng rộng lượng hào phóng với tộc nhân tất cả hành động của Lý Giật ở đế đô, cùng vô song cũng nhìn tới tận mắt. Bất luận Lý Giật là người tốt hay người xấu, có một điều không thể phủ nhận, Lý Giật là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Bị xung đột của Bắc Đầu Tông và Hoàng Thất đổ sóng gió lên người, phải bị động tiếp nhận một phỏ má. Cùng vô song không phải không muốn chống lại, nhưng trước mặt vận mệnh của cung thị nhất tộc, cung vô song vẫn im lặng. Hiện tại vấn đề cung vô song quan tâm nhất là lý giật vì ích lợi của mình và lý minh mà đến tranh đoạt vỏ mã hay là có tình cảm với mình đây? ầm à, một tiếng, một luồng đấu khí vô cùng sắc bén bỗng nhiên từ bàn tay vẫy lương tuôn ra, đánh úp về phía của lý giật cách đó không xa. Lý giật vốn vô cùng im lặng, thì đấu bỗng bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù có thánh hệ đấu khí hộ thể, nhưng trước mặt một kích toàn lực của cường giả đấu vương, lý giật vẫn trúng đòn, phun ra một ngụm máu. Cùng vô song vừa xuất hiện, liền nhìn thẳng lý giật. Dưới tình hình này, cho dù lý giật có định lực thiên đại cũng lập tức thất thần lâm vào cảm giác mê đi huyền diệu cho nên đối với một kích toàn lực của mễ lương không có bất kỳ phản ứng nào cả sau khi phun ra một ngụm máu đen lý giật lập tức phục hồi tinh thần một kích này dù sắc bén nhưng đương nhiên giữa đấu vương và đấu hoàng tồn tại tranh lệch cực lớn trên thực chất cũng không thể tạo thành thường tổn quá lớn đối với lý giật một kích đắc thủ mễ lương đỏ mắt điên cuồng tôn ra từng đợt đấu khí tư thế đã hoàn toàn không còn nho nhã, lễ độ như lúc trước, mà giống như dốc sức liều mạng vậy. Mễ lương, người điên rồi sao? Lý giật cực kỳ buồn bực với đột biến này. Tiền phòng cổng chúa là nhân vật như vậy, mễ mỗ có thể không điên được sao? Hắn chưa dứt đời, lại có một chiều đấu kỹ cấp bậc chủ tước nện về hướng của Lý giật. Lý giật tức cười, cùng vụ sòng đúng là mỹ nữ gây họa, nhưng tên mễ lương này tính tình cũng quá trùng nhân, mỹ nữ tùy đẹp nhưng cũng phải nghĩ kỹ thực lực của mình chứ. Lý giận chỉ thấy thường cảm cho mễ lương điên cuồng, nhưng cũng không đổi sát ý. Trong nháy mắt, tôn trong một đạo âm dương thần lôi, hóa giải đấu kỹ cấp bậc chủ tước. Thần lôi lao tới, đánh vỡ áo giáp đấu khí của mễ lương, đồng thời thân hình lý giật lắc lư, áp sát phía trước mễ lương. Đoạn hồn nhận đã dí vào yết hầu của đối phương. Mễ lương, người muốn nổi điền cũng được, nhưng cũng cần vốn liếng chứ. Mễ lương căn bản không còn để ý đến đoạn hồn nhận lành lạnh đời cổ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cung vô song trên chỗ ngồi khách quý. Một hồi lâu sau, trong đôi mắt rừng rực mới dần dần ảm đạm, mẹ Lương thở dài một tiếng, nói với lý giật. Mẹ mộ đúng là vọng tưởng hão huyền, đã tặng các hạ ban ân không giết. Hôm nào đi qua dòng thành, kinh xin đại giá ghé thăm, mẹ già nhất định chiều đãi các hạ nhiệt tình. Nói xong, hắn ôm quyền hành lễ với lý giật, quay đầu rời khỏi trận đấu. Vì sự xuất hiện của cung vô song, bản thân trận đấu giảm bớt độ chú ý đi nhiều. Rất nhiều người không chú ý tới Mễ Đương đã rời khỏi đài đấu. Trận thứ tư, vòng thứ ba, Lý Giật thắng. Lý Giật hoàn toàn không có cảm giác chiến thắng với trận đấu này. Hắn ôm quyền cúi chào rồi bước nhanh tới chỗ khách quý. Chúc mừng Lý Giật huỳnh đệ thắng liên tiếp ba trận. Đại hạ hoàng tử vội vàng đứng lên, nghênh đón Lý Giật lên chỗ khách quý. Lý Giật bái kiến đám người cung đính thiên, bạch bái, không hề ngại ngần cười nói với cung vô song cùng tỷ tỷ, không ngờ lại gặp tỷ ở đây. Trong đôi mắt đẹp của cung vô song lại hiện ra vẻ lạnh lẽo vô cùng, thở ơ ờ mà nói một câu. Linh giật các hạ, thật sự không nghĩ tới sao? Tiểu tử thông minh chọc trời này, chỉ sợ sớm đã đoán được thần phận thiên phong công chúa của mình. Lúc này lại còn giả vờ khiêm tốn như vậy. Cùng tỷ tỷ xuất hiện ở trận đấu hôm nay, có phải muốn nhìn thấy vị hồn phụ tương lai của mình không? Về mặt lãnh đạm của cung vô song khiến lý giật cảm thấy hơi khó chịu bởi vậy ngôn ngữ cũng hàm chứa sự mỉa mai ngày đó khi rời khỏi vạn triều lý ra thái độ của nàng ta đối với mình tự hồ chuyển biến không ít tại sao mới đó đã lãnh đạm như bằng thế này lý giật ta có lời muốn nói với ngươi ngươi hãy đi theo ta cùng vô song giống như hoàn toàn không nghe thấy lời mỉa mai của lý giật nói với lý giật sau đó xoay người rời đi dù sao nàng ta cũng là đấu hoàng cường giả dạ, không có chút nào phải yếu đuối của thiếu nữ bình thường, hành động vô cùng dứt khoát. Linh giật ngược lại sững sờ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy, hắn ngược lại, đừng công chúa mời nhập thâm cung, đừng nói đến người khác, ngay cả hắn cũng miền màn bất định. Dưới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, Linh giật cười ánh náy với đám người cùng đính thiên, bách bái, rồi theo cung vô song tiến vào thâm cung. Quành cò xuyên qua hành lang, đi hơn 10 phút, một tòa cung điện tình xảo liền xuất hiện ở trước mắt. Tiền tấm biển trước điện có viết ba chữ Thấu Ngọc Cung, có lẽ chính là tầm cung của cung vô song. Các người đuôi ra hết đi. Tiến vào Thấu Ngọc Cung, cung vô song kêu tất cả thị nữ ra ngoài. Cung tỷ tỷ, còn hai cuộc tranh tài nữa, không cần gấp gáp như vậy chứ. Lý giật cười mỉa mai, vô cùng vô lại. Lý giật, Cung tỷ tỷ đối đãi với người như thế nào? Cung vô song vẫn như cũ, không để ý tới phòng tròng kẹo của Lý giật, lại nghiêm mặt nói. Nếu hỏi cung vô song đối đãi với mình như thế nào, điều này thật sự không dễ nói. Điên giật không rõ cung vô song hỏi như vậy là có ý đồ gì, vẫn cười cười rồi cất tiếng nói. Chuyện này thật sự khó nói đấy. Đánh cũng đánh rồi, tốt thì cũng tốt rồi. Chỉ có điều ân huệ của cung tỷ tỷ đối với đi ra ta, điên giật mãi ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Nếu đã như vậy, tỷ tỷ muốn người đáp ứng ta một chuyện, người có thể không? Bản thân câu nói này của cung vô song vô cùng chậm rãi, đúng lúc cùng vô song mời lý giật giúp mình làm một chuyện trên mặt nàng ta hiện ra một thần thái khác thường trong thần thái này lại như có một phần kiên quyết lý giật nhìn vẻ mặt này dĩ nhiên vô cùng khó chịu thản nhiên nói cùng tỷ tỷ nói trước xem rốt cuộc là thành câu gì cùng vô song cười mà đáp à quả nhiên không thấy thỏ không thả chim ưng lý giật ngươi yên tâm đi chuyện này cũng tỷ tỷ muốn người giúp đối với người khác có như lên trời đối với người bây giờ mà nói dễ như trở bàn tay thôi. Tỷ nói ra trước đi đã. Thắng hai trận tranh tài phía sau, làm phò mã của ta. Đây chính là thỉnh cầu gì chứ? Đi giật tùy tiện ngồi xuống giường, cười rất vô sỉ. Chuyện này còn cần cung tỷ tỷ thỉnh cầu sao? Hiện tại ta có thể nói, chiếc phò mã này ta đã định rồi. Vậy thì tốt, chỉ có điều chiếc phò mã này của ngươi chỉ là hữu danh vô thực. Cùng vô song cũng cười rất rạng rỡ, vừa sáng lạng lại vừa quyến rũ bao phần cả ý vị nịnh bợ bên trong. Cái gì gọi là hữu danh vô thực chứ? Nên dẫn lúc này mới phản ứng kịp, thì ra thỉnh cầu thật sự vẫn còn ở phía sau. Hữu danh vô thực, ý nghĩa chính là người ở bên ngoài nhìn vào, ta và là công chúa, người là phỏ mã, nhưng giữa ta và ngươi không thể có chuyện vợ chồng thật sự. Cái này là thỉnh cầu của tỷ tỷ ta. Lý giật, người có thể đáp ứng được không? Lý giận có thể đáp ứng mới là lạ. Lý giật ngẩn người hoài ngược lại đây là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của hoàng đế bệ hạ? Là ý của cùng vô song ta, không quan hệ đến phụ hoàng. Cho ta một cái lý do, chẳng lẽ lý giật tàn như vậy mà không lọt mắt cùng tỷ tỷ sao? Dù nói thế nào, hiện tại lý giật ở thiên phòng đế quốc cũng được xem là một nhân vật lừng lẫy. Luận về tướng mạo, mặc dù không tính là vô cùng đẹp trai, nhưng cũng rất sáng sủa. Luận về khí chất, bản thân là người của hai thế giới. Mị lực nam tử, siêu nhiên, mặt thành thủ của hắn có mấy người có thể địch nổi. Lời này cũng không phải nói lung tung. Anh muốn có loại mỹ nữ như Lý Băng, Lý Nà Nà, Thành Vũ, chẳng phải dễ như trợ bàn tay rồi sao? Bởi vì trong lòng cung tỷ tỷ đã có người khác, không thể có nam tử khác được. Câu nói nhẹ nhàng này như một đòn cảnh tỉnh. Liên giật thiếu chút nữa phát điên. Nguyên nhân khác nói không chừng, Liên giật còn có thể hiểu được. Nhưng lý do này, mẹ nó chứ, cùng vô song, người cũng quá độc ác, định để lý giật ta đổi cái sừng lên đầu cả đời sao? Lời nói đùa này cũng thật quá mức. Trong nội tâm đã oán hận tới cực điểm, nhưng trên mặt lý giật, ngược lại rất bình tĩnh. Cùng tỷ tỷ nói vậy là sao chứ? Cùng vô song làm sao đoán được suy nghĩ trong lòng lý giật, Con tưởng rằng lý giật biết tâm hồn thiếu nữ của mình đã có người khác, đã có ý buồn tha. Vì vậy, xúc động nói, không dối gạt lý giật đệ đệ. Việc này nhắc tới cũng là duyên phận. Ngày ấy trên đường từ Lý Gia Vạn Triều Thành ngươi quay về đế đô, cùng vô song ta từng gặp một song binh đoàn. Đoàn trưởng song binh này vô cùng can giả, cho dù tàn lộ ra thân phận công chúa thiên phong cũng không muốn dừng tay, vì vậy vẫn quyết động thủ. Nhân số dòng binh đoàn tùy chỉ năm 60 người, nhưng cường giả cũng không ít, chỉ ít có mười mấy đấu vương. Ta cũng vì mới lên đấu hoàng nên kiêu ngạo, hận những người này vô sỉ, một lòng muốn cả đoàn hắn bị diệt. Không ngờ dòng binh đoàn này cũng có chút thủ đoạn, mấy gã đâu vừng kết xuất một trận pháp vây khốn ta bên trong. Nói đến đây, Cung vô song lộ vẻ mặt hoảng sợ. Có lẽ tình thế ngày đó chắc hẳn vô cùng hung hiểm. Với tâm tính của cung vô song, nếu rơi vào trong tay dòng bình đoàn, hậu quả cũng không cần nói rõ. Ta tự biết chạy trời không khỏi nắng, đang chuẩn bị dùng hết một tiền đấu khí cuối cùng tự nổ kinh mạch. Đã thấy giữa không trùng, một thiếu niên đấu hoảng bay vút đến. Trong đáy lòng của Lý Giật, lập tức tuôn ra lòng khen tuông vô hạn. Thiêu niên Đông hoàng này tới tận đúng lúc. Tại sao anh hùng cứu mỹ nhân lại không phải là mình? Một hồi ác chiến, dòng bình đoàn tử thương hơn phần nửa, người còn lại sợ hãi bỏ chạy. Thiêu niên Đông hoàng này tên là quân nhất tiếu. Lúc đó trùng hợp đi ngang qua, thấy ta bị người ta vây khốn, đại nghĩa ra tay đó. Được rồi, được rồi, không cần phải nói thêm nữa. Đi giật phất tay, ve mặt xanh sao. Tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sau đó, hai bên phát sinh tình cảm, hẹn ước suốt đời này trong phim ảnh trên TV kiếp trước thật sự nhiều lắm. Lý giật hơi trầm ngâm rồi nói, nếu quần nhất tiếu là đấu hoàng có thực lực, lại hâm mộ ngươi, vì sao không tham gia giải thi đấu tuyển chọn phò mã này? Cùng vô song cười khổ mà nói, tham gia giải thi đấu tuyển chọn phò mã phải là người của thiền phòng đế quốc, quần nhất tiếu lại đến từ xuất vần đế quốc. Quần nhất tiếu ở trong cung sao, ta thật sự muốn gặp hắn. Bình thường, hắn ở quán trọ thiên thần, Lúc này có lẽ đang ở trong cung xem so tài Ta sành gửi đi tìm hắn vậy Cùng vô song kêu một thị nữ đến Phân phó vài câu Thì nữ kia vội vàng đi ra lý giật, nam tử xuất sắc như người Không lo không tìm thấy nữ tử xinh đẹp vô song Chẳng xem mối quan hệ của chúng ta Ta cũng sẽ giúp đỡ lý ra Xin đáp ứng thỉnh cầu này của vô song làm một phỏ mã hữu danh vô thực Ta cũng sẽ không khiến người khó xử Sau khi kết thúc giải thi đấu Định cho hồn ước Ta sẽ tới học viện La Lan như vậy sẽ bảo vệ được huyết mạch hoàng tộc cung thị. Lý Minh cũng có lợi ích lớn lao. Lý Giật, người cũng sẽ không xấu hổ chứ. Những lời như vậy xuất phát từ mỹ nữ tai họa cung vô song. Người bình thường chỉ sợ sớm đã gật đầu như gà bổ tóc mà đồng ý. Nhưng Lý Giật chỉ cảm giác đau rát lồng ngực. Mình phải dốc sức liều mạng, hoặc sống hoặc chết trên sân thi đấu. Không ngờ sớm có người ở chùa ăn lộc vật. Mình phải làm phò mã hữu danh vô thực. Đừng nói cung vô song tuyệt sắc như thế, chính là một công chúa bình thường, đến giật tuyệt đối cũng không thể nuốt trôi cục hận này xuống miệng. Muốn giải quyết cục diện rắc rối trước mắt, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nếu đã có một đấu hoàng không biết sống chết, muốn đoạt nữ nhân của mình như vậy, vậy cứ làm cho hắn biến mất hoàn toàn trên thế giới này đi. Cho nên trước tiên phải xem xem, thiêu niên đấu hoàng của xuất vân đế quốc này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Cùng tỷ tỷ, người hẳn là biết rõ cách đối nhân xử thế của lý giật ta kêu ta làm phỏ má của một người vợ ngoại tình, đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Tuy nhiên bây giờ giải thi đấu còn chưa kết thúc, chuyện còn có cơ hội thay đổi. Nếu ta thấy quần nhất tiếu đó thuận mắt, cố ý tác thành, ngưng tay, có thể cân nhắc thua thần mộc trong trận chung kết. Những lời này của Lý Giật rất hợp tình hợp lý, không có chút nào tiết lộ sát cơ của mình. Chuyện tiêu diệt tiêu điền đấu hoàng của xuất vận đế quốc, Lý Giật đương nhiên sẽ không gù xuẩn để cung vô song nhìn ra mánh khóe. Như vậy, cùng vô song phải tạ ơn lý giật các hạ trước rồi. Ngữ khí khách khí xa lạ này càng khiến cho lý giật tức giận tức cực điểm. Nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì. Lý giật đột nhiên hỏi. Cùng tỷ tỷ, nếu không phải vì quân nhất tiếu đó, thì có nguyện ý để lý giật làm phò mã không? Cùng vô song không hề chuẩn bị tâm lý về vấn đề này. Suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Việc đã đến nước này cũng không còn nếu như. Loại giả thiết vô nghĩa như vậy cũng không cần phải nói nữa nếu như ta nhất định muốn biết đáp án thì sao? Dù sao, mình đang có việc cầu người, đối mặt với ngữ khí gần như uy hiếp của lý giật, cùng vô song mới thở giải đáp. Giống như tu tập đấu khí, điều này cũng cần cơ duyên. Nếu như chúng ta thật sự có cơ duyên, cùng vô song cũng không ghét ngươi làm trưởng phu của ta. Có những lời này, lý giật cũng an tâm, xem ra ấn tượng của mình trong lòng cung vô song cũng không tệ lắm. Còn về cơ duyên, có càng tốt, không có, không biết chế tạo ra sao. Trong lúc nói chuyện, ngoài điện vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Sau đó, giọng một nam tử vang lên. Quần nhất tiếu bái kiến thiền phòng công chúa. Mời vào. Chỗ cửa điện, một thân ảnh cao to nhanh chóng tiến đến. Người này chia khoảng 20, dáng người như ngọc, thành tú, vẻ mặt chính trực oai nghiêm. Chỉ mới nước mắt nhìn, đã khiến người khác cảm thấy thấp kém và hổ thẹn. Một chàng trai đẹp má, thân hình không cần phải nói. Chỉ riêng khí chất ưu nhã, khi nói năng cũng khiến cho đi giật càng sôi trào ghen tuông cái gì là anh hùng cứu mỹ nhân chẳng qua là ngụy biện thôi nếu như anh hùng cứu người là một mà nhị bính đi giận không tin cung vô song sẽ lấy thần báo đáp là nhìn cung vô song quần Nhật tiếu vừa đi vào trong điện trên mặt lập tức hiện ra vẻ khắc thường ánh mắt như dán chặt vào hắn thân vận công chúa thì thế nào rốt cuộc vẫn là loại thiếu nữ hoài xuân không đủ sức kháng cự với trai đẹp đây mà nhật tiếu vị này chính là Lý Giật. Thần mật như vậy sao? Không phải đã có quan hệ rồi đấy chứ. Lý Giật oán hận nghĩ tiếp. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh Lý Giật các hạ đã lâu. Mấy ngày nay may mắn quan sát mấy cuộc tranh tài của Lý Giật các hạ. Càng khiến tại hạ cảm giác xấu hổ. Mặc dù cùng là cấp bậc đấu hoàng, tại hạ chỉ sợ không tiếp nổi một chiều của Lý Giật các hạ. Quân chất tiếng ngược lại cách khí vô cùng, không cần tân bốc Lý Giật. Không tiếp được một chiêu sao? Trong đôi mắt lạnh lùng của Lý Giật trận loay lên vẻ nghiêm nghị rồi biến mất. Con người của quân nhất tiếu không đơn giản, giống như hắn biểu hiện ra ngoài. Trên người hắn, đi dẫn mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Cảm giác đối với loại khí tức này không cách nào phân tích, hoàn toàn là dựa vào trực giác. Một loại trực giác của cường giả đã trải qua vô số hoàn cảnh sinh tử mới có được. Tại sao lại có loại trực giác này? Chẳng lẽ chỉ vì ác cảm trước đó đối với người trước mặt sao? Đi giật nghiêm túc đánh giá đối phương. Không sai, gương mặt không tỉ vết, có một loại sát khí hơi quen thuộc. Chẳng qua lại sát khí này cũng chỉ có loại người tài giỏi như lý giật mới nhìn ra được. Nhật Tiêu Huỳnh quả nhiên là nhất biểu nhân tài, sánh đối với cung tỷ tỷ, thực là một đội bích nhân. Trên mặt của Lý Giật vẫn trầm tĩnh cười nói. Đứng chung một chỗ với nhất Tiêu Huỳnh, Lý Giật ta cảm giác mình còn không bằng con sâu cái kiến. Đi nào, Nhật Tiêu Huỳnh, trong hoàng cung bất tiện, chúng ta ra ngoài uống vài chén. Lý Giật, nhìn thấy đi giật muốn dẫn quần nhất tiếu ra ngoài cùng vô song cực kỳ khẩn trương tiểu tử này vốn giảo quyền độc ác cùng vô song đã từng thể nghiệm quần nhất tiếu mặc dù cũng là đấu hoàng cường giả nhưng ở đế đô dù sao cũng còn xa lạ nếu đi giật làm loạn không khỏi sẽ chịu thiệt thòi cùng tỷ tỷ cứ yên tâm ta thấy nhất tiếu huynh thật sự thuận mắt nếu như cùng tỷ tỷ lo đắng, thì đi cùng chúng ta thế nào hả bị đi giật nói như vậy cùng vô song ngược lại có chút xấu hổ. Vì vậy nói, Lý giật các hạ nói đùa rồi, cùng tỷ tỷ có gì đỏ đáng chứ? Lúc này cung tỷ tỷ xuất cung, có nhiều bất tiện, không đi với hai người được. Vậy chúng ta đi trước. Nhật Tiêu Huỳnh, nghe nói quán trọ thiên thần gần đây, có mời một đầu bếp từ Đại Hạ Đế Quốc, nấu ăn rất ngon. Đúng lúc ta và ông chủ của quán trọ thiên thần có quen biết, chúng ta phải đi nếm thử tài nghệ của đầu bếp đến từ Đại Hạ Đế Quốc chứ? Lý giật cố ý nói như vậy, là muốn cho cung vô song biết rõ mình cũng không đưa quân nhất tiếu về lý minh ở quán trọ thiên thần cho dù lý giật hắn có muốn làm đoạn gì đó cũng không thể thị triển vậy thì nhờ hồng phúc của lý giật các hạ vậy quân nhất tiếu thì để với cung vô song hai người trao đổi ánh mắt lập tức trong không gian xuất hiện một dòng điện xao động lý giật hận đến mức thiếu chút nữa cắn nát hàm răng của mình đi nhanh thôi sắp trưa chặt ra rồi nếu tới muộn không còn chỗ đâu Lý giật kéo tay áo của Quân Nhất Tiếu, không nói gì mà kéo hắn đi ra ngoài. Lúc này trong nhà ăn quán Trọ Thiên Thần đang là lúc buôn bán tấp nập, người đến đây ăn cơm nối điện không dứt. Nhìn thấy Lý giật đến, quản lý nhà ăn của quán trọ đã vội vàng chạy tới tỏ vẻ nịnh nọt. "Lý đại gia đã tới rồi, mời vào mời vào, mời ngài lên phòng khách quý trên lầu nghỉ ngơi một lát trước." Tiểu nhân lập tức sắp xếp cho ngài phòng tốt nhất. "Xin hỏi uh, Lý đại gia đi mấy người ạ?" À? chỉ có hai người thôi. Ông chủ tiêu của các người đâu? Thế bản thiếu gia đến cũng không trả ngành tiếp hả? Không sợ bản thiếu gia đập phá cái lầu này sao? Lý giật cười nói. Lý đại gia lại nói đùa rồi. Ông chủ tiêu có việc tới tổng bộ thiên thần thương minh rồi. Có gì ngay cứ việc phần phó cho tiểu nhân ạ? À? Được rồi. Kêu đầu bếp tới từ đại hạ đế quốc của các ngươi làm mấy món sở trường. Hôm nay bản thiếu gia có mấy cách quý đấy. Lý đại gia cứ yên tâm. Tiểu nhân lập tức đi sắp xếp căn nhà này thuộc về quán trọ thiền thần của thiền thần thường bình cũng được xem là hội sở nhất đẳng của đế đô người ra vào hội sở này hiển nhiên đều là bậc quyền quý có danh tiếng trong đế đô Điện giật đi thẳng lên đầu trên trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi không ngớt có đại thần đế quốc cũng có thế lực có quan hệ hợp tác với lý minh phần lớn lý giật cũng chỉ quen mặt chứ không biết tên những người này nhìn thấy lý giật quả thực có thân thiết hơn nhìn thấy cha ruột của mình cường thế của Lý Giật đã rõ như ban ngày. Có thể đoán được, người này chắc chắn nắm giữ tường đài của thiền phòng đế quốc. Cùng kính, tóm lại chỉ có lợi chứ không có hại. Lý Giật phải vất vả lắm mới thoát khỏi những lời nịnh hót, tiến vào một gian phòng được trang trí yêu nhã, ăn hoa quả trên bàn. Lý Giật nói với Nhất Tiếu, nghe cùng tỷ tỷ nói, Nhất Tiêu Huỳnh đến từ xuất vân đế quốc phải không? Tại hạ đúng là từ đế quốc xuất vân đến đây bởi vì đắc tội với gia tộc tạ thị của xuất vân đế quốc bận đặc sĩ mới đến tiền phòng đế quốc tị nạn tại hạ suy nghĩ xuất vân đế quốc và tiền phòng đế quốc vốn có quan hệ không tốt mặc dù gia tộc tạ thị có thể được khổng lồ ở xuất vân đế quốc vẫn không cách nào nhúng chân vào được tiền phòng đế quốc <laughs> để đi giật các hạ chê cười rồi đi giật thật ra có nghe nói về gia tộc tạ thị của xuất vân đế quốc cũng thuộc về gia tộc cổ xưa nội tỉnh thầm hậu truyền thừa ngàn năm Đắc tội với gia tộc như vậy, một đấu hoàng xác thực không coi là gì. Chỉ là có chuyện như vậy thật sao? Không biết Nhất Tiếu Huỳnh vì sao lại đắc tội với gia tộc tạ thị vậy? Chuyện này một lời khó nói hết. Lần đầu gặp gỡ, chúng ta đừng nói những chuyện không vui. Linh giật các hạ, tại hạ mới đến đây, sau này kính xin các hạ chiếu cố nhiều hơn. Linh giật cởi mở cười nói, chuyện này còn phải nói sao? Cho dù không có cùng tỷ tỷ với nhân vật như Nhất Tiếu huynh. Đi giật tàn định bợ còn không kịp kìa. Chuyện này thật ra cũng hợp tình hợp lý. Một đấu hoàng đi tới đâu không phải là đối tượng để tới được các nơi lôi kéo chứ. Trong giây lát, rượu và thức ăn đã được đưa lên. Bầu không khí đập tức càng thêm vui vẻ. Rượu là trần nhưỡng gần trăm năm. Rau nhìn ra cũng được tỉ mỉ xào nấu, mùi vị rất ngon. Hai người chỉ thuần túy ăn uống, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng mang chút ý tứ lôi kéo. Đi giật xem ra cực kỳ vui sướng, liên tiếp nâng cốc mà cụm sau mấy lần tuần rượu Điền giật rõ ràng cảm thấy luồng sát khí trên người quân nhất tiếu càng thêm rõ hơn luồng sát khí này khiến Điền giật đột nhiên nhớ tới một người cát vũ quang không sai chính là cát vũ quang trong trận đấu ngày hôm qua bị ảm kim luân của chính mình băm thành thịt vụn loại sát khí trên người quân nhất tiếu cực kỳ giống với cát vũ quang loại trực giác này khiến bản thân Điền giật cũng khó hiểu nhưng càng ngày càng chiếm cứ ý thức của chính mình mãnh liệt hơn chỉ là ngẫu nhiên hành quân nhất tiếu và cát vũ quang thật sự có liên hệ gì đó chuyện này hiện tại lý giật thật sự không cách nào phán đoán sau đó lý giật đưa ra một quyết định bữa tiệc rượu vui vẻ kéo dài gần 2 giờ hai người uống gần 10 cân rượu trăm năm tiệc rượu chấm dứt đầu lẫn lý giật đã tề cứng nhất tiếu huynh hôm nay bước ra ngoài khỏi cánh cửa này người người chính là huỳnh đệ của lý giật ta về sau ai dám kỳ dễ ngươi chính là gây khó dễ với lý giật và lý minh ta. lý giật nghiêng ngả đi xuống lầu âm thanh của hắn rất to như sợ các thực khách không nghe thấy vậy lý giật huynh đệ quả nhiên là hào sảng được làm huynh đệ của ngươi là vinh hạnh của quân nhất tiếu này huynh đệ ta còn có việc không thể đi cùng cùng nhất tiếu huynh đợi đợi giải thi đấu chấm dứt huynh đệ chúng ta nhất định phải uống ba ngày ba đêm mới thỏa được ngày mai nhất tiếu nhất định đi ủng hộ trợ uy châu lý giật huỳnh đệ hai đấu hoàng xảy khứt khiến các thực khách đến ăn uống ở quán trọ thiên thần đều phải ghé mắt nhìn qua đấu hoàng cương giả uy nghi trên cao không phải là kẻ tầm thường rất hiếm khi nhìn thấy cáo từ quân nhất tiếu rời khỏi quán trọ thiên thần đến giờ tìm một nơi hẻo lánh đầu tiên ép hết rượu ra ngoài sau đó lên tự trong dùng giới trong một bộ áo đen khăn bịt mặt trang bị kín người nếu như không có gì bất ngờ quân nhất tiếu tuyệt đối có bí mật khiến người ta không lường được lý giật tin tưởng trực giác và phán đoán của mình lý giật ngồi xa xa quan sát chỗ cửa lớn của thiên thần thương Minh. hắn biết rõ quân nhất tiếu sẽ ở trong khách sạn thiên thần chờ đợi đến lúc sắc trời tối hẳn quân nhất tiếu vẫn không độ diện tuy nhiên chuyện này không có ảnh hưởng đến lý giật Ngụy trang theo dõi ẩn núp đây chính là một môn bắt buộc của sát thủ đời trước lý giật giống như một pho tượng hầu như không hề động đậy. Bên trong lớp áo đen chỉ có một đôi mắt lạnh lùng chăm chú quan sát chỗ cửa lớn của quán trọ thiên thần. Nếu như tình huống bắt buộc, Liên Giật có thể duy trì tư thế này mấy ngày mấy đêm. Chỉ có điều xem ra, hôm nay không cần ngồi chờ mấy ngày mấy đêm. Sau khi đèn tinh thạch phát sáng trên đường, thân ảnh của quân nhất tiếu xuất hiện ở chỗ cửa lớn của quán trọ thiên thần. Quân nhất tiếu thoạt nhìn rất nhàn nhã, không hề có dự cảm bị theo dõi khoe mắt kẽ nhảy dựng đi dẫn thu khí tức cường giả của mình lại bí mật theo đuôi xuyên qua con phố buôn bán sầm uất nhất của đế đô quân nhất tiếu trực tiếp đi đến quảng trường phía đông của đế đô quảng trường này mặc dù không sầm uất như là phố buôn bán nhưng hầu như hội tụ cơ cấu liên lạc của các thành trì lớn nhỏ khắp cả đế quốc ở đế đô cũng là quảng trường tiếng tăm lừng lẫy quân nhất tiếu đi vào một tòa hội quán thuộc về thiên nhất thành lượn quanh hội quán thiên nhất vài vòng, thì đi Giật phân biệt địa thế, lặng yên nhảy lên tường viện và dọc theo nóc nhà, giống như con báo lèn vào bên trong hội quán. Hội quán chiếm diện tích khá rộng, phòng ốc cũng không ít, nhưng muốn tìm quân nhất tiếu cũng không khó. Quân nhất tiếu cũng không tận lực thù liễm ký thức của mình. Lão tứ, tiểu tướng ngốc lý giật, thật sự mời người uống rượu rồi sao? Người nói chuyện chính là một người đàn ông dáng người trung bình. Với góc nhìn của lý giật, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, chứ không thấy rõ diện mạo. Nhìn bóng lưng, người nói chuyện tương đối rắn chắc. Quần nhất tiếu được gọi là lão tứ, bắt chéo chân, thân sắc vô cùng đặc ý, hình tượng khác xa với dáng người khiêm tốn lúc ban ngày. Nghe thấy câu hỏi hoài nghi của người đàn ông, khinh thường mà đáp lời. Tên phế vật kia thật sự rất hào phóng, rượu trần nhưỡng trăm năm trên ngàn kim tệ, trong nháy mắt uống hết mười bình. Nếu đạo đại người cũng có khí phách như vậy, Ta và nhị tỷ thật có phúc. Bị chửi là keo kiệt, lão đại cũng không tức giận, chuyển hướng sang hỏi một nữ tử ở bàn bên cạnh. Lão nhị, ngươi thấy việc hôm nay thế nào? Nữ tử này cũng không quá 25 tuổi, dáng người cao gầy, thân hình thật sự cũng có thể xem là mỹ nữ. Lúc này nàng ta đang ngắm nghía một con rào găm khéo léo và tinh xảo, hiện ra khí u làm âm u. Trong ba người, xác khí giải đặc này, cô ta lại là người nồng nặng nhất. Nếu như lão tứ và tiểu tử kia kết ra bằng hữu, chúng ta dụ hắn ra ngoài, giết chết hắn, báo thù cho lão tam. Lão đại trầm tư nói, ta cũng muốn màu chóng báo thù cho lão tam, chỉ có điều bên phía lão già hỏa không biết chuẩn bị xong chưa. Giết tiểu tử kia không khó, chỉ giận tiểu tử kia vừa chết, toàn bộ đế đô sẽ hỗn loạn. Hay là chúng ta báo cáo chuyện này với lão già hỏa trước rồi mới có thể hành động. Lão đại vẫn là lão đại, làm gì phải xin chỉ thị của lão già hỏa ta thấy tên lý giật đó cũng không khác gì một phế vật, vẫn là nhị tỷ sáng suốt. Giết hay không giết, lần này chúng ta ra ngoài, không phải vì đối phó hắn sao, không nên cầu nệ nhiều như vậy. Biểu lộ của quân nhất tiếu giống như đang nói chuyện, giết một con chó. Đừng xem thường lý giật này, đừng quên lão tam chính đã chết trên tay của hắn. Thủ đoạn của lão tam, cả người cũng biết, trừ phi là đụng độ với đấu tôn đấu hoàng dị thường, cho dù là đấu hoàng đỉnh phong cũng không thể nào là đối thủ của hắn xem như ta chưa nói gì nhé quần nhân tiếu bắt đầu uống trà sáng vẻ ung dung như việc không liên quan đến mình nghe thấy mỹ nữ kia lạnh lùng nói lão tứ mấy ngày nay chạy trong hoàng cung ngươi không bị hồ ly lẳng lơ kia mê hoặc đấy chứ lời này vừa thốt ra chỉ số khen tuồng tăng lên đỉnh điểm đạo lý đối nhân xử thế của lý giật phong phú thế nào chứ chỉ cần như vậy cũng đủ hiểu mỹ nữ này có tình cảm rất sâu sắc với lão tứ nhị tỷ nói cái gì vậy ta tiến cung còn không phải đi điều tra thực lực của tiểu tử lý giật kia sao về phần cung vô song mẹ kiếp thấy non hẹn biển cũng thể non hẹn biển rồi cũng đồng ý đi đến học viện là làn với nàng ta rồi nhưng đến bây giờ thậm chí ngay cả tay cũng không cho ta đụng một cái thật sao mình đưa kia có vẻ không tin hồ nghi nói Cung vô song là nữ tử tuyệt sắc như vậy người có thể quản được tay chân của mình sao không phải ta quản không được là cô gái ngốc đó tự cho rằng mình là công chúa thì rất tài giỏi, chỉ có điều trêu gạo mấy câu đã giận dữ rồi. Nhị tỷ, lần này thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì. <laughs> người nhất định cũng động tâm rồi chứ gì. Quân nhất tiếu cười cười, ngược lại rất có phong phận, tà ác của Lý Giật. Nhị tỷ, người cũng biết tà đấy, nơi nhận sau khi dùng xong cũng chỉ giữ lại hai ba ngày, vĩnh viễn không có quại lệ. Được rồi, lão nhị, người cũng đừng ghen tuồng nữa. Lão tứ có thể tiếp cận cùng vô xong, cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Đây chính là một quần cờ có thể lật ngược. Đừng đem việc riêng từ cá nhân dày dưa vào trong này. Nói việc chính đi, giải thi đấu tuyển chọn phỏ mã lần này, xem ra đã không có gì phải lo lắng nữa. Kế hoạch chỗ đáo gia hỏa là trận đấu vừa kết thúc liền phát động, lấy xu thế xét đánh cưỡng đoạt hoàng quyền. Đương nhiên, Hoàng Thất và Lý Minh cũng sẽ không hề chuẩn bị. Vãn nhất sự việc bất lợi, Lão Tứ, người sẽ giết chết cùng vụ sòng, hoàn toàn cắt đất huyết mạch truyền thừa của Hoàng tộc cùng thị. Mỹ đứa kia lạnh lùng nói. Còn Lý Giật thì sao? Hắn đã giết lão Tam, chúng ta nên tự tay giết chết hắn. Lão Đại hư một tiếng, trong giọng nói cũng sôi trào sát ý. Không sai, Lý Giật kia khiến bắt đầu tứ hoàng chúng ta, biến thành bắt đầu tam hoàng. Thụ này chúng ta phải tự mình báo được. Trước trận chung kết, ta và lão nhị sẽ dẫn lần vào trong đám khán đài. Bên phía lão già hỏa vừa phát động, chính là lúc Lý Giật phải chết. Nghe đến đây, Lý Giật xem như đã minh bạch lai lịch của ba người này ba người trước mặt này tự hồ cùng với các vũ quang mà mình giết chết trong trận đấu vòng thứ hai tự xưng là bắt đầu tứ hoàng gì đó không cần nghĩ đến cái khác dựa vào cách gọi của bốn người này đã biết rõ bọn họ có quan hệ chặt chẽ với bắt đầu tông như vậy cát vũ quang tham gia giải thi đấu tuyển chọn phò mã hiển nhiên cũng do bắt đầu tông an bài như vậy cũng có thể giải thích tại sao thực lực của cát vũ quang không tầm thường đấu hoàng do bắt đầu tông huấn luyện ra thực lực hiển nhiên không giống người bình thường rồi tự hồ truyền anh hùng cứu mỹ nhân của quân nhất tiếu cũng do bắt đầu tông cố ý an bài khi nghe cung vô xong nói đến trong dòng binh đoàn có mười mấy đấu vương liên giật đã cảm thấy mơ hồ có gì đó không đúng bình thường dòng binh đoàn có một hai vị đấu vương đã xem là thực lực vô cùng khả quan dòng binh đoàn có tới mười mấy đấu vương trừ phi là dòng binh đoàn cỡ lớn hơn một ngàn người mới có thể có được vì tiếp cận cung vô xong từ tưng một nửa dòng binh đoàn lần này bắt đầu tông xác thực trả cái giá không có nhỏ. Chẳng qua trời tính không bằng người tính. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, đổi lấy thành quả. Thành quả gì đây? Trong đội tâm của Lý Giật cười lạnh một tiếng. Nếu gì bị bản thiếu ra, biết được rồi. tiết quả này, các người chắc chắn sẽ phá sản cả kế hoạch ấy. Ngoại trừ biết rõ lai địch thật sự của quần nhất tiếu, thu hoạch ngoài ý muốn là bất ngờ thăm dò được kế hoạch của bắt đầu tông. Được ngày trời ẩn núp, xem như có thu hoạch. Lý Giật âm thầm đắc ý lại thấy chuyện ba người trong phòng đang nói cũng không có giá trị gì, lặng lẽ rời đi. Một kế hoạch đã âm thầm hình thành trong đầu của Lý Giật. Hoàng thành của đế quốc thiên phong, vòng thi đấu thứ tư của giải thi đấu tuyển chọn Phò mã, cũng chính là vòng bán kết giải thi đấu. Dưới sự kiên trì của hoàng thất, phần tổ phòng bán kết không còn là do bắt đầu tông tự sắp xếp mà đổi thành rút thăm quyết định. Đối thủ Lý Giật rút thăm được là Hồng Vũ, thần mộc đối với Lý Nhiên. Đối với trận đấu giữa Lý Giật và Hồng Vũ, gần như không có gì phải lo lắng. Chính bản thân Hồng Vũ cũng hiểu rõ điều này. Song ba của Lý Kỳ đặt tỷ lệ một trọi một ngàn, gần như mang tính chất ổ nhục. Cho dù là tỷ lệ đặt cược như vậy, dần cờ bạc mùa Hồng Vũ thắng cũng giải rác không có mấy ai. Trọng điểm của vòng bán kết chính là giữa Thần Mộc và Lý Nhiên. Thần Mộc mặc dù cũng có cảnh giới đấu hoàng, còn Lý Nhiên chẳng qua là đấu vương đỉnh phong. tranh lệch thực lực là khá nhiều, nhưng ở đấu thần đại tục chuyện dựa vào binh khí đan dược đấu ký cao cấp hoặc một vài thủ đoạn để kiêu chiến vượt cấp cũng nhiều lần phát sinh cho dù không dựa vào ngoại vật một đấu hoàng đóng cửa tù luyện và một đấu vương đứng đền trong núi thầy biệt máu ai có thể khiến ai chịu thiệt thật sự có mà nói trước được đương nhiên thần mộc cũng không phải loại đấu hoàng ngu ngốc đóng cửa tù luyện mà đương nhiên cũng không phải đấu vương định phong đứng lên trong biển máu núi thây gia tổng cũng truyền thừa mấy ngàn năm nội tình thâm hậu không thể xem thường. Tóm lại, trận chiến giữa đấu hoàng và đấu vương này trước khi chưa chấm dứt, không ai có thể đoán trước được thắng bại. Thần Mộc, một tên tay sai của hoàng thất, giật tốt, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đối với sự ô nhục của Lý Nhiên, thần Mộc hoàn toàn thở ơ, chỉ lạnh đủ nói. Tại hạ chúc mừng Lý Nhiên các hạ đã vinh hạnh nhận vị trí gia chủ lý gia. Thần Mộc bình thường luôn giữ thần thái nghiêm túc, cứng nhắc, không ngờ còn có bản lĩnh sỉ nhục kẻ khác mà không thổ thục như vậy. Ngay cả Lý Giật nghe thấy cậu ấy cũng khen phụ không thôi. Cái chết của Lý gia chủ tiền nhiệm Lý Tùng dĩ nhiên là sự sỉ nhục lớn lao của Lý gia, Giận phát sóng tỏ do so lớn trong đế đô. Vết sẹo này hiện giờ vẫn đau nhất. Trong mắt của Lý Nhiên sẽ qua vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, lập tức sát ý rồi trào. Một con chó cũng dám nói, này nói kia với Lý gia ta, chán sống rồi sao? Lý Nhiên xoay tay phải, lên từ trong dùng giới ra hai viên đan dược màu xanh lá cây, sáng long lanh, hơi ngửa đầu uống vào. Sau khi dùng đan dược, toàn thân lý nhiên rung động quỷ dị. Sau lưng thỉnh lình thì triển ra một đôi liệt diễm hỏa dược. Ngọc Bích thắng công đan. Người biết hàng lập tức là hoảng lên. Cứu phẩm đan dược khiến thực lực của người dùng trong 2 giờ tăng lên đến 3 cấp. Hầu như không có tác dụng phụ. Loại thần dược này một viên giá trị trên 500 vạn kim tệ. Trong 2 giờ đồng hồ, thực được tăng lên một cấp. Thời khắc mấu chốt, cái này chính là khoảng cách sống chết. Một trăm vạn kim tệ cũng không tính là đắt. Đây chính là bản lĩnh của gia tộc ngàn năm. Cựu phẩm đan dược, cho dù có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được thứ này. Cự mộc ấn Chứng kiến lý nhiên thể hiện ra thực lực đấu hoàng. Thần mộc cũng không chút khách khí, thi triển một chiều đấu kỹ cấp bậc chủ tước. Đấu khí hóa mộc và âm thanh như lôi điện nện về phía lý nhiên. Có thể nói, Lý Dân hừ lạnh một tiếng, cũng không dám đối chọi chiều đấu kỹ này. Một mặt lùi lại, một mặt vận chuyển đấu khí, hỏa diễm giữa tay bùng cháy dữ dội, hướng về phía đấu khí cự mộc. Một mực tối lui đến sát giải phần cách sân thi đấu, mới khó khăn thiêu hủy gần hết đấu khí cự mộc, xem điều hóa giải chiều đấu kỹ này của thần mộc. Vạn mộc lung, không cho lý nhiên có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Thần mộc chỉ quyết phỉ động, thân hình cấp tốc vần quanh lý nhiên, nhanh đến mức chỉ thấy một đạo tàn ảnh chứ không thấy rõ thần hình. Sau đó trong không gian quanh người lý nhiên, từng đã đấu khí viên mộc to bằng miệng chén, tạo thành một lồng giam hình tròn, mang theo năng lượng kinh người lao về phía của lý nhiên. Liệt diễm phần thiên. Không thể né tránh, lý nhiên thúc giục đấu khí đến mức tận cùng. Còn lên một chiêu đấu khí cấp cao chủ tước giữ nhà. Đấu hoàng dựa vào đàn dược cưỡng ép để thắng thực lực, dù ta vẫn có khác biệt với đấu hoàng dựa vào thực lực bản thân mình. May mà đấu khí hỏa thuộc tính của lý nhiên có tác dụng khắc chế tự nhiên với mộc thuộc tính của thần mộc. Chiều đầu ký này cũng tám lạng nửa cân, liệt diễm đầy trời và đấu ký viên mộc không ngừng phát sinh tiếng nổ vang trời. Hai đường lực lượng khổng lồ giao kết vào một chỗ, tiêu hào đẫn nhau, cuối cùng biến thành hư không. Trận đấu này không tạo nên một chút hứng thú nào đối với Lý Giật. Hắn ngược lại có hứng thú đi tới bên còn lại của khu vực tuyển chọn dự bị, tùy tiện ngồi xuống bên người Hồng Vũ. Ông đại thiếu gia, Hồng tệ lắm, lại có can đảm ngồi ở chỗ này, chẳng đã người thực sự có ý định động thủ với ta sao? Nhìn thấy Lý Giật nhích lại gần mình, bản năng cảnh giác của Hồng Vũ trỗi dậy, nghe thấy Lý Giật mỉa mai, hắn cũng rất thức thời. Ta biết rõ, mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không đánh mà lui, không phải là phong cách của Hồng gia ta. Đừng có khẩn trương, Hồng thiếu gia, chúng ta giao tiếp cũng không phải một hai lần, người cũng biết, bản thiếu gia từ trước đến nay là một người nói chuyện đạo lý. Muốn giết người đương nhiên là sẽ làm trước mặt tất cả mọi người. Quang Minh chính đại giết người. Bây giờ ta hỏi người một vấn đề. Hồng Vũ ngẩn người. Vấn đề gì? Sự đệ phế vật của người, bạn tốt của ta, lòng ngạo thiên và đại tiểu thư diệp ra đã tìm được rồi sao? Người hỏi cái này để làm gì? Ta có cần nói cho người biết không chứ? Ta hỏi cái này để làm gì không quan trọng. Nhưng người cứ trả lời hoặc không trả lời. Khác biệt có thể rất lớn đấy. Ông Vũ thoáng cái từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, mạnh mẽ phù trường thành thế mà nói, nơi này là sân thi đấu, có bắt đầu tông vào hoáng thất lược trận, người muốn làm gì ta chứ? La gan tiểu tử này đúng là càng ngày càng nhỏ, xem ra sau này thỉnh thoảng vẫn nên hù dọa hắn. Liên giật lắc lắc đầu mà cười khổ. Hồng thiếu ra, người khẩn trương làm cái gì? Được rồi, xem như là lỗi của ta đi, là ta không nói rõ ràng. Nói như vậy, người thành thật trả lời vấn đề của ta, ta cảm toàn một lát nữa, sẽ cho người thể diện mà chấm dứt trận đấu. Nhưng nếu người cự tuyệt trả lời vấn đề của ta, tin ta đi, ta nhất định sẽ làm cho gia chủ hồng gia không có cách nào mà an táng cho người, bởi hắn không có cách nào tìm được thi thể của người đâu. Lời này từ miệng lý giật nói ra, không hề có ý tứ uy hiếp, mà tuyệt đối là chuyện sẽ phát sinh. Hồng Vũ sợ hãi trừng mắt nhìn lý giật, bắt đắc sĩ trả lời. Chuyện đêm hôm đó đều đã do đồ ngù lòng ngạo thiên bày ra. Hắn cũng không biết dùng biện pháp gì thuyết phục Kinh Vũ đi dụ người ra, còn giật dây tông băng, mang theo hai lão quái vật đi mải phục. Về phần ta và lý nhiên, vì muốn chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm sau nên không tham dự. Sau hưởng đông, tông băng phái người báo cho tứ đại gia tộc biết kế hoạch đã thất bại, diệp ra vì vậy phái người đến nơi xảy ra chuyện tìm kiếm Kinh Vũ. Nhưng kỳ quái là không tìm được thi thể của Kinh Vũ, cũng không thấy Kinh Vũ quay về diệp vụ. lòng ngạo thiền cũng thế, hai người cứ như vậy mất tích cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Đi giật sở dĩ ngà ngóng tin tức của hai người kia, chủ yếu vẫn vì Long Ngạo Thiên. Tên này là uy hiếp tiềm ẩn với mình, không sợ trộm lén, chỉ sợ trộm nhớ thương. Huống chi, tên trộm này còn là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Nếu Lòng Ngạo Thiên còn sống, bản thân sẽ không có cách nào an tâm hoàn toàn. Về phần Diệp Kinh Vũ, tình cảm của Lý Giật tương đối tế nhị. Tốt xấu gì, hai người cũng từng có một lần quan hệ. Hơn nữa, còn là lần đầu tiên của thiếu nữ này. Chỉ cần Diệp khinh Vũ chịu thành tâm, nương thần vào mình, Lý Giật vẫn sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy. Được rồi, ta tin người không nói dối. Đợi đang nữa thi đấu, chỉ cần ngươi đừng mất tự trọng, ta sẽ cho người thể diện mà chấm dứt trận đấu. Ngữ khí của Lý Giật đầy sự lạnh lẽo, kết thúc cuộc nói chuyện ở đây, quay về chỗ ngồi của mình. Phía trên sân, Điên Nhiên và Thần Mộc hoàn toàn đang diễn bách khoa toàn thư đấu kỹ mộc hệ và hòa hệ đối kháng đấu kỹ một chiều tiếp một chiều, mặc dù hao tổn đấu kỹ rất lớn. Nhưng nếu đối phương đã thi triển đấu kỹ, không đến đấu kỹ đáp lại, rất có thể sẽ bị thất bại. Chính vì nguyên nhân như vậy, bắt đầu từ chiêu đấu kỹ đối kháng đầu tiên, hai người vẫn không hề ngừng nghỉ. Trận đấu như vậy nhất định sẽ không kéo dài. Trên thực tế, đi nhiên dựa vào đàn dược cưỡng ép đầy thăng tới thực lực đấu hoàng, cũng không hy vọng trận đấu kéo quá dài, ít nhất không nên vượt quá hai giờ. Đấu kỹ một lần nữa tương giao, dẫn phát ra tiếng đổ vang liên tiếp. Đầu khí hỏa diễm và mảnh gỗ vụn bay vúa khắp nơi, hỗn loạn tàn hết. Trong tay Lý nhiên Thành đình xuất hiện một thanh trường kiếm quỷ dị màu đỏ. Huyết hồn mà kiếm. Đây là át chủ bài của lý nhiên. Trước trận đấu, lý giật từng nhắc nhở qua nhược điểm của huyết hồn mà kiếm. Lý giật cũng không hề giữ lại mà nói cho thần mộc biết. Lý Nhất Dương từng nói, đồng vương cường giả sử dụng huyết hồn ma kiếm, nhất định phải dùng kiếm tiếp cận cơ thể đối phương mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của ma kiếm. Nhưng vấn đề ở đây là, Linh Nhân hiện tại đã đấu hoang cường giả. Điểm này Lý Giật không ngờ tới, cho nên kế tiếp phải nhờ vào thần mộc ứng đối. Huyết hồn ma kiếm nơi tay, khí thế của Linh Nhân lại biến. Một luồng ký tức âm hàn quỷ dị đến cực điểm, khiến cho thần mộc không nhịn được ớn lạnh sống lưng. Trong không gian hư vô, tựa hồ có vô số oan hồn đang kêu rên gạo thét. Những oan hồn tràn ngập lệ khí, ẩn chứa một luồng sức mạnh làm cho người ta phát rụt. Sau mặt của thần mộc cũng đột biến, mặc dù con lý giật cảnh cáo trước, nhưng khi chính thức đối mặt với huyết hồn ma kiếm vô cùng âm tà kia, lực chấn động vẫn vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của bản thân. Ma kiếm vùng phấy, một hòa điệu đỏ như máu lao về phía của thần mộc tấn công tới. Hôm đó, hòa điệu này từng hóa giải âm dương thần lôi của lý giật, có thể thấy được bên trong ẩn chứa lượng sức mạnh cực lớn, cảm nhận được năng lượng cực đại bên trong hòa điệu, thần mộc tăng đấu khí đến tới cực hạn, lên chiều cự mộc ấn mà ngành đón. Phi điệu kêu ầm lên một tiếng dài, đấu khí cự mộc với tốc độ cực nhanh đốt nó thành trò bụi. Nhưng phi điệu chi nhỏ bé đi vài phần, lại trực tiếp tấn công lên người thần mộc. Đấu khí phòng ngự quanh người thần mộc tan rã trong nháy mắt, thân thể bay ngược lại nằm sau mấy thước, hùng hăng đập vào hàng rào chắn phía sau. Từng gụm báo đen và thịt nát không ngừng tuôn ra. Liên dẫn cũng đồng thời khẽ động cấp tốc đào đến bên người của thần mộc. Một là phòng ngừa điên nhiên truy kích đến cùng, thứ hai là tiến hành trị liệu bên trong cho thần mộc. Huyệt hồn mà kiếm quả nhân là lợi hại. Liên giật huynh đệ, thần mộc vô năng, phụ lại phó tác của bệ hạ và đại hoàng tử. Kế kiếp chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Thần mộc bị thương không nhẹ, nhưng thoạt nhìn cũng không cần lo lắng đến tính mạng. Chẳng qua đối với vị thủ lĩnh lòng vệ trung thành này, chưa hoàn thành nhiệm vụ của hoàng thất, có khiến hắn khó chịu mà bị thương. Thật ra, cho dù hắn chiến thắng, đối với tích cục hiện giờ của đế đô mà nói, cũng không có gì thay đổi. Điểm này lý giật là người rõ ràng nhất, chẳng qua là không muốn nói ra mà thôi.